nhiều, có bao nhiêu, sót mấy năm cuộc đời, hai mươi năm đầu đã sung sướng không bao lâu, hai mươi năm sau dù hướng cao vời vợi, hai mươi năm cuối là bao. Ơ là thế, đời sống không được bao. Ơ là bao, đời không đâu là thế. Ơ được bao, năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu, anh ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời, khi xa nhau rồi, khi xa nhau rồi, nên biết yêu chút ai này, yêu chút nào, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống bờn bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống bờn bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống được bao. Cảm ơn anh Đại, anh Triều, cảm ơn quý vị để quý dùng cho ta thôi. Cặp tân hội trưởng anh Dũng và Tuyết Rung rung cả một góc giường. Hồi xưa đó thì ở Hao Thon, nhưng mà vợ biểu em muốn đi đánh bài, bèn dọn lên Las Vegas. Em ở đâu thì anh đó. Hội trưởng thật là đào hoa và rất là con người rất là chung thủy với vợ. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng tôi xin mời anh hội phó Trần Điềm có một màn trình diễn về thơ để thay đổi không khí. Mời anh Trần Điềm. Sức khỏe của anh Năm Gầy, quý vị niên trường, quý huynh trường, quý anh chị em tham dự buổi hôm nay thật là vui nhộn và rất là có ý nghĩa trong ngày đầu xuân. Và tôi nhớ không lầm, khi mỗi mùa xuân, mùa thu hay là mùa Noel thì anh Năm Gầy có một lá thư gọi là lá thư mùa thu, lá thư mùa Noel. Và tôi có nhớ một câu anh Năm Gầy đã nói rằng mà bây giờ còn thuộc lòng. Đôi mắt thâm sâu đầy ưu ái này hằng theo dõi bước chân anh em trên vàn đường đất nước. Dạ đúng như vậy anh Năm Gầy. Và bây giờ tôi xin được hay đó là tôi xin thay đổi không khí để ngâm một đoạn thơ tiền chiến để quý vị thưởng thức, và sau đó là một bài thơ chúc thọ vợ, mà chúc thọ vợ 70 tuổi. Bài này rất là ý nghĩa đối với tất cả quý niên trường và những ai sắp tới 70 tuổi như tôi vậy ạ. Khói thuốc khơi dòng sân lối xưa, đêm đêm sông đại lạnh đối bờ, thoáng hiền em về trong đại cốc, nói cười như chuyện một đêm xa quá rồi em người một ngà, bên này đất nước nhớ thương nhau. Em đi áo mộng buông hơn tôi, dòng lệ thơ ngây có dạt dào. Bây giờ tôi xin đọc bài thơ này để coi như là chúc mừng và sinh nhật vợ 70 tuổi. Đứng. Bài thơ của ông Tôn Thất Huệ, Pháp Danh Tuệ Quang. Cái thuộc vườn chè trắng sáng ấy hương hờ như một giấc nam thơ, 50 năm vùn vụt trôi qua, đời tình tình tới thắt thật mà đời như huyệt mộng, chuyến viễn trình gắn bó cùng đi, vĩnh nhục buồn vui ơi.
cả những gì còn lại đó rõ ràng trong ký ức. Tháng này ngày qua giao mùa tới lúc thà gió buốt lên dẻo vàng khóm trúc, rừng lá thay màu tuổi tàn sang thu. Rồi, vâng, đây ai có số này sẽ trúng. Thưa quý vị, có số 202. 202. 202, thưa quý vị. Mau lên anh lùn, anh thành lùn này, lùn thêm bây giờ đấy quý vị. Để nó nặng lắm. Không, thứ ba không có. Ai, anh nào ạ? Anh nào thì... Ba số 2. 202. Thay vì 101 thì 202. Đã niên trưởng Tạ Đức Trinh, bác của thị trưởng Tạ Đức Trí. Chúng tôi còn 3 số độc đắc nữa để sau chót. Người thân nhớ techno nha phóng. Không, không, tôi yêu không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Còn lắm đam mê, nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau. Tình mình dành thương cho nhau, vui đành hè lại kiếp sau. Yêu anh Dũng khó quá. Có chị gái ngồi trên cầu Bình Thông mà. Cái mùa hè nóng bỏng ở trên cái vùng đất cao nguyên.
Chủ đề là còn chút gì để nhớ để thương. Phố núi cao, phố núi đầy thương, phố núi cây xanh, trời thay thật buồn. Anh khát lặng lặng đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em lên thu mà đo môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm ngõ đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm trời thơm, phố xa không xa nên phố tình thâm, đi dăm năm vuốt trở về chốn cũ một buổi chiều nao, lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mai xa lắm che trọn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương. Phố núi cao, phố thấp trời gần, phố xa không xa nên phố tình thâm, vì năm phút đã về chốn cũ một buổi chiều nao, lòng bâng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc lòng mềm mãi xa lắm trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để thương, còn một chút gì để nhớ để thương. Hôm nay đặc biệt là chúng tôi có món quà để mừng, để gọi là ghi ơn anh Năm Sói, và là người thứ nhất, và anh Đức nữa. Xin mời anh Đức lên sân khấu. Chúng tôi có món quà tượng trưng. Vâng, xin đây là món quà của anh Năm Sói. Nên đây là món quà của anh Đức. Vâng, xin mời hai anh mở quà ra để quý vị được biết. Thưa quý vị, đây là chiếc lược dùng cho những người như anh Năm Sói và anh Đức Hói. Chỉ có một đường cả các bên này là xong rồi. Từ Năm Sói đến Năm Trọc. Còn câu này thì thằng em tôi, thằng Vinh, hai anh em ở với nhau cùng làm việc và thương yêu nhau như anh em từ trong đơn vị vô đến cùng qua đến đất Mỹ khí mô, thì thằng Vinh cũng anh Năm Sói. Nhưng có nó nói cái gì cũng trúng hết, có một điều trật mà trật liên quan đến ông thầy, cho nên tôi rất bực, nãy giờ ngồi bực lắm. Nó nói anh Năm Gầy bây giờ đổi thành Năm Gân, vậy là thằng này tôi dạy nó bao nhiêu chiêu mà nó chưa hiểu. Ông Gân từ xưa rồi, cái gọi là Gầy là thầy. Thầy mà không gắn thì làm sao mà thầy được. Cho nên ông là thầy từ lúc xưa. Ông Năm Gầy, ông Năm Gân thì ông vẫn là Gầy là thầy. Thầy gì đó tôi cũng biết nè. Ông Gân từ trẻ cho đến già 85 tuổi vẫn còn gân, mà còn gân 20 năm nữa. Xong, chúng tôi xin mời nữ ca sĩ Minh Hạnh lên sân khấu. Hạ sĩ danh dự của đơn vị 101. Cô này mới hạ sĩ thôi, chưa phải cấp tá thành nhập. Quý vị đừng có hô đứng dậy kiểu Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa nha.
Mẹ xin kính chào tất cả các anh, các chú, các bác cũng như các quý vị phụ nhân. Ngày hôm nay thì mẹ Hạnh sẽ diễn mẹ hát chót, tức là tại vì mẹ Hạnh nói mình ốm, mình bị cảm. Nhưng mà well thì mình hôm nay là mình vui xuân phải không? Thì mẹ xin kính chúc cho tất cả quý vị các chú các bác cũng quý vị phụ nhân một năm mới phát tài, phát lộc và phát tướng. Bản nhạc đầu tiên mẹ xin gửi đến tất cả quý vị đang nhạc phẩm Em Gái Hậu Phương.
trồng chết xung quanh. Ngoài vườn hoa con hoa mai đào khác chi chang bán mang những ngắm màu hoa. Đến đêm mình ngắm chim hàng dù nghèo cuộc sống vẫn thế hào hoa. Dù nghèo cuộc sống có ai bằng ta. Phương đèn đi của em đâu đâu nào anh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền đô la, chắc sẽ chơi chỉ sống yên tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ phải vì tôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một thước lề kề. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Hồi xưa Việt Nam là có nốt lèo để tưởng, nhưng mà bên này đâu có lèo đâu, bây giờ bên này là phải là áp mặt không anh? Không áp mặt không anh thì đâu, thì short, short, short. Đúng rồi. Vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống yên tiền. Phải mà. Tình yêu hai đứa ước mơ chỉ phải đi thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một thước lề kề. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới thước lề kề. Thưởng thức một giọng ca đặc biệt của nữ ca sĩ Vị Lý, là con dâu của niên trưởng Phan Hồng Điệp. Xin mời Vị Lý. Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương, hạt mưa ướt vai người tha hương. Mưa rơi phố thưa vắng tiều tiều, xóm nghèo quanh liêu màn đêm tình liêu. Đem 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 lời ca tiếng thơ, đời ca anh đèn lặng tâm gửi ai đôi niềm. Người đến bên mình thì vui trong ngàn luyến, như hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đời ta là bên anh qua ghé thăm đôi lần, nhớ trăng tim ta cũng đã ngày xưa. Đêm nay bên đêm một bóng ai đời thêm nhớ thương, hạt mưa ướt vai người ta hương. Mưa rơi phố xưa vắng điều điều, xóm nghèo quanh liêu màn đêm tình yêu. Đêm 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 lời ca tiếng thương,
người chẳng ngàn lưu luyến, xưa hoa đã tan vỡ đâu còn. Đời ta là bên, ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chẳng tin ca cùng là ngày xưa. Đêm nay bên đêm một bóng ai, dừng chân nhớ xa nô phiêu linh, mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng. Đây chúng ta tiếp tục sổ số hai lô chót nữa, và rồi sau đó sẽ là một bản nhạc nữa, là chúng ta buổi tiệc tân niên được coi như chấm dứt bế mạc và hẹn năm sau. Lại bắt đầu số 2 nữa, số 236. Xin quý vị nào có số mang số 236. Nếu quý vị nào không có thì tức là chắc đi về rồi, không biết là có. Nếu không có thì tôi sẽ bốc cái khác. 236. Ô, Đức Vua Lê Lợi. Mua lấy xe nhà giàu sang mấy hồi, xe tố quốc gia lúc đông vào ta. Vâng, xin mời quý vị. 183 183. Xin mời gia đình của thiếu tá Ngạo lên chúc mừng. Chúc mừng sổ lô độc đáo. Còn một lô độc đắc là một lô độc đắc nữa, xin mời quý vị nán lại chút xíu. Số 234. 1234. 1234. Không có. 234. Xù. Có không có. Làm lại. Làm tiếp. 26 này, 26. Số mau lên, số lại đến. Vâng, số 271. 271. Không có luôn, đi về rồi. Rồi. Bốc cái khác. Bốc cái khác. Đó là trúng liền bà con. 203. Xin lỗi. 203. Dạ rồi. Có rồi. Anh Năm Ngân. Xin quý vị chúng lô độc đắc. Trời đất ơi, đúng Năm Ngân. Năm Ngân quên gân là thiệt, gân thiệt. Ông mới gân cho tới giờ phút chót. Wow. Xin chúc mừng đủ tiền Năm Ngân. Đủ tiền vé máy bay về cái khác rồi đó. Cái này là có quà cho chị. Yeah. Và xin mời năm tới là chúng ta tới đây ăn thôi nôi con của đại tá chỉ trưởng nha. Xin mời anh em. Anh đầy tháng quên mất, xin lỗi. Đầy tháng thôi, thôi nôi thì phải năm tới nữa. Vâng, xin mời ca sĩ Phương Tâm. Đón xuân này ta nhớ xuân xưa đây. Vâng, xin xin thông báo cùng đại tá chỉ huy trưởng cũng như tất cả quý vị niên trưởng cũng như các chiến hữu và tất cả gia đình đã có mặt đến giờ phút này. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ, và sau bản nhạc do cô Phương Tâm hát, buổi tiệc tân niên mừng Tết Giáp Ngọ của đơn vị 101 đến đây coi như chấm dứt. Xin thành thật cảm ơn quý vị một lần nữa. Vâng, xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc này để làm quà trên đường đi về, mọi chuyện bình an tốt lành. Đó là bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên mà Phương Tâm sẽ gửi đến quý vị. Thank you.
đây anh trở về thăm em. Bao lần hồi thu em, nghe mùa xuân vừa đến. Em ơi hoa thắm rơi ngập đường, chiều nắng sẽ thương. Lòng nhớ đến em luôn thì chiều nắng chim gọi em. Em ơi đừng nghe lòng buồn trên sườn đồi thanh xuân. Xuân nay ta chúc cho mẹ.